Em xin mến chào anh chị và các bạn yêu thích cây mai vàng. Trước tiên thì hôm nay là mùng 8 tháng Giêng năm Quý Mão và cũng là chủ nhật. Thì ngày mai là đầu tuần, hầu hết anh chị mình và các bạn, những ai làm công ty xí nghiệp thì cũng đã bắt đầu trở lại công việc cho đầu năm rồi. Thì em cũng xin được chúc cho anh chị cùng các bạn đầu năm mới thật nhiều sức khỏe, vui vẻ, may mắn và công việc được thuận lợi. Thì hôm nay em cũng tranh thủ làm clip để chia sẻ đến với anh chị về việc bấm xả tàn cho cây mai sau khi chơi bông tết, để chúng ta chăm sóc lại cho cây nó không có mất sức ha, giúp cho cây nó phát triển được tốt hơn. Thì những clip trước em đã chia sẻ về những cái phân thuốc mà chúng ta cần phải chuẩn bị để chăm sóc cho cây mai sau khi bấm xả tàn, cũng như những cái việc mà chúng ta cần phải làm trước khi xả tàn thì em cũng đã chia sẻ đến với anh chị rồi. Còn ngày hôm nay là mùng 8 thì ở vườn em bắt đầu tiến hành bấm xả tàn toàn bộ cho những cây mai trên vườn để chăm sóc lại. Em cũng quay và chia sẻ đến với anh chị. Và ngày hôm nay em tiến hành xả tàn cho những cây mai mà em để trực tiếp ở ngoài trời trong những ngày Tết ha. Trực tiếp ở ngoài trời nắng 100% trong những ngày Tết. Còn những cây mai mà chơi bông ở trong nhà, tức là ngày Tết mà em đưa vô nhà thì em chưa có xả tàn sớm ha. Em đưa cây ra em vẫn để một vài ngày nữa để cho cây nó quen rồi mới bấm xả tàn. Còn những cây ngoài trời thì nó đã tiếp xúc nắng 100%, nó quen rồi thì bây giờ em sẽ bấm xả tàn để chăm sóc lại. Thì sau khi bấm xả tàn những cây nào mà chất trồng nó cũ thì em sẽ cho thay chất trồng mới. Còn những cây nào mà chất trồng mới thay hôm đầu năm vừa rồi thì năm nay em vẫn giữ lại để em chăm sóc tiếp. Thì chúng ta có thể bổ sung thêm một ít cái phân hữu cơ ha, phân bò khô hoặc là phân rơm mục á anh chị. Phân bò khô hoặc là cái phân rơm mục á. Phân rơm mà ở miền Tây người ta ủ mục để người ta trồng hoa màu ha. Chúng ta có thể bồi thêm một ít lên trên và ta phủ một ít sơ dừa. Thì cái đó em sẽ làm sau. Còn chủ yếu là ngày hôm nay em bấm xả tàn. Thì em quay cho anh chị mình xem những anh chị mình mới bước vào tập trồng, tập chơi để chúng ta biết cái cách để bấm xả tàn cho cây. Chứ cũng có nhiều anh chị là mới bước vào tập trồng, tập chơi thì mua ngày Tết mua cây mai về rồi chơi xong mình không biết bấm xả tàn như thế nào. Rồi cứ để như vậy cho nó ra lá non. Rồi lại bón phân chăm sóc tới cuối năm thì bông nó không có được nhiều ha. Nó chỉ lưa thưa bông thôi. Và cái thời điểm đầu năm này là cái thời điểm mà chúng ta bấm xả tàn để định hình cho cây mai nó có một cái form chuẩn ha. Tức là chúng ta bấm xả tàn làm sao để chúng ta lấy cho cây mai nó có một cái form như là cây thông Noel nha anh chị. Đó anh chị mình thấy cây mai này em xả rồi ha. Cây mai lớn này của em xả trước rồi nè. Anh chị mình thấy nó giống như một cây thông Noel ha. Ở trên nhỏ và ở dưới to ra. Chúng ta lấy một cái form chuẩn từ ngay từ ban đầu. Thì từ giờ cho tới cuối năm khi chồi mới nó vươn ra, chúng ta bấm chồi. Thì tới cuối năm cây mai của chúng ta nó vẫn có một cái form như ban đầu. Vẫn có một cái form như là cây thông Noel ban đầu mà chúng ta bấm xả tàn ha. Thì như những anh chị mà đã nuôi 1-2 năm, tức là anh chị mình đã chơi và trồng 1-2 năm thì anh chị mình đã biết cách làm rồi. Và cái cây của anh chị nó đã có một cái form dáng theo ý muốn của anh chị mình rồi. Còn những anh chị mà mới mua cũng như là năm đầu tiên về để chúng ta chơi và bây giờ chúng ta muốn tự tay nuôi thuần lại, nuôi trồng, thì anh chị mình vẫn chưa biết cái cách để xả tàn như thế nào. Thì anh chị mình cứ nhìn cây mai của mình xem cái form cây nó như thế nào. Anh chị mình cứ định hình giống như là cái nón lá ha. Anh chị mình lấy ở trên, bấm ở trên nó thu nhỏ lại. Và từ từ anh chị mình kéo xéo xuống y như là một cái nón lá. Nó giống như cái nón lá ha. Ở trên nhỏ, ở dưới to. Thì khi chúng ta xả tàn và định hình cho cây mai, nó có một cái dáng như cái nón lá hay là gọi là cây thông Noel. Ở trên nhỏ, ở dưới bự. Thứ nhất là cây mai của mình cuối năm khi mình chơi bông, bông nó nở ra, nó rất là đẹp. Cái thứ hai là trong cái thời gian chúng ta chăm sóc thì ánh nắng nó xuyên vô đều hết cái cây ha. Từ trên xuống dưới đều có ánh nắng. Thì cái cây của chúng ta nó phát triển rất là đều. Còn nếu như anh chị mình
mua về mà anh chị mình không biết cách bấm xả tàn, anh chị mình cứ thấy nó tiếc rồi nhấp nhấp ở ngoài đầu ngọn. Có nhiều cây cây mai ở ngày Tết ở ngoài chợ người ta bán là những cây mai tàn thì người ta không có chỉnh sửa tàn ha, ở trên nó trên dưới gì, trên thì bự hơn ở dưới, rồi anh chị mình cũng để như vậy thì những cành ở bên dưới nó sẽ không phát triển được. Khi chúng ta nuôi, ánh nắng nó chiếu xuống thì những cái cành ở trên mà nó to, nó vươn dài ra hơn ở dưới thì những cành ở dưới nó sẽ không phát triển được ha. Cho nên bắt buộc chúng ta phải côn làm sao ở trên nó nhỏ lại và ở dưới nó to ra, như một cái hình cây thông Noel hay là cái nón lá thì cây nó sẽ phát triển đều hơn. Thì trước khi anh chị mình bấm xả tàn, anh chị mình xem nếu như là cây mai anh chị mình mới mua ha, mới mua năm đầu tiên về anh chị mình chơi, thì anh chị mình phải nhìn xem ha, những cái vết cắt của nhà vườn người ta cắt hôm đầu năm ngoái. Đây anh chị mình nhìn rõ ha, đó, đây là cái vết cắt của nhà vườn người ta cắt hôm đầu năm ngoái. Còn ba cái cành này tức là ba cái cành người ta nuôi cho cái năm nay để lấy bông đó, anh chị mình nhìn kỹ nè. Thì á, khi anh chị mình bấm xả tàn là anh chị mình theo từ cái vết cắt cũ này, anh chị mình cắt lên khoảng 10 đến 15 phân ha, 10 đến 15 phân chúng ta tiến hành bấm. Đây anh chị, em làm cho anh chị mình xem ha, từ cái vị trí vết cắt cũ của nhà vườn đây chúng ta cắt lên khoảng 10 phân đó, anh chị mình nhìn ha, thì chúng ta bấm bỏ, chứ anh chị mình đừng có tiếc nha, trên này còn dài lắm, trên này nó còn tới 60-70 phân nữa, chúng ta bấm bỏ để chúng ta lấy chồi mới nuôi cho năm nay đó. Đây anh chị mình thấy cái cành bấm bỏ rất là dài ha, cái cành bấm bỏ rất là dài. Nếu như anh chị mình để những cái cành này anh chị mình nuôi thì tới tết năm tới này nó sẽ không có được bao nhiêu bông hết, nó chỉ được dài bông thôi đó. Và nó cũng phải tùy vào cái trường hợp cây mai á, thì anh chị mình cứ phải định hình cây mai của mình trước. Và khi anh chị mình bấm xả tàn thì anh chị mình bấm từ ở trên ngọn bấm xuống ha, chúng ta xả từ trên ngọn xả xuống thì nó mới chuẩn được nha, còn anh chị mình xả từ dưới lên thì nó không thể nào đều được ha. Đây ha, anh chị mình xem, khi chúng ta xả tàn cho cây mai là anh chị mình xả từ trên ngọn xả xuống ha, chúng ta xả xéo xuống để chúng ta lấy cái hình giống như cây thông Noel. Dù cho cây mai của anh chị nó có cái hình dáng ở trên nó to hơn ở dưới hay như thế nào không cần biết, thì khi anh chị mình mua về anh chị mình chơi Tết xong thì anh chị mình phải xả tàn theo cái ý muốn của mình, bởi vì nhà vườn người ta nuôi số lượng cây quá nhiều, chi tàn nó vươn ra thì người ta bấm không kịp, thì tới cuối năm có những cây ở cái tàn nó vượt ở trên nó to hơn ở dưới, thì bây giờ chúng ta phải bấm để định hình lại cái form cho cây để chúng ta chăm sóc. Thì như ở trên cái đầu ngọn ha, trước khi anh chị mình lấy cái ngọn, anh chị mình xem nếu mà cái ngọn nó vươn cao quá, cái đầu đọt nó vươn quá cao mà nó trống, nó không có chi cành ha, ví dụ như chi cành nó phân bố đều, thì chúng ta chỉ nhấp sơ cái ngọn thôi. Còn nếu như cái ngọn nó vươn dài mà nó trống, nó không có chi cành gì hết, thì chúng ta bấm hạ cái ngọn xuống để chúng ta nuôi ha. Thì như cây này nó cũng rất là đều, chi tàn nó cũng đều, thì em bấm hạ cái ngọn xuống tới ngay đây đó, bấm hạ ngọn xuống đây và chúng ta tiến hành bấm xả tàn. Thì anh chị mình cứ theo đây như cái này, từ ở trong nách thân đó, từ trong nách thân em lấy ra khoảng chừng 10 phân là em bấm ha, trên sát ngọn đây, trên sát ngọn anh chị mình thấy ha, thấy rõ ha, tức là ở trên khúc gần ngọn là chúng ta lấy từ trong nách, từ trong cái thân đó chúng ta lấy ra khoảng 10 phân chúng ta bấm, và cứ như vậy anh chị mình đi xéo xuống tới dưới ha, ở trên này chúng ta thu ngắn lại thì xuống tới dưới chúng ta nó mới dài ra được, chứ nếu ở trên anh chị mình đã lấy dài rồi thì xuống tới dưới anh chị mình cứ nhấp nhấp ở ngoài đầu ngọn này là cây nó không có phát triển được nha đó. Và những cái cành lâm nhâm hay những cái cùi bông là anh chị mình lặt hết ha, sau khi mình anh chị mình bấm xả xong nó còn sót những cái cùi bông như thế này là anh chị mình lặt bỏ hết ha. Và những cái cành lâm nhâm nhỏ như thế này chúng ta cũng bấm bỏ ha. Đây như cái cành này anh chị mình thấy nè,
nó phát triển lên cái cành này nó mọc hổn, nó đi dựng đứng. Thì chúng ta bấm bỏ cái cành này đi để cho nó nuôi cái cành nó xòe ra. Đây. Chúng ta bấm bỏ thằng này. Để chúng ta nuôi cái cành này nó phát triển ra nó mới bự được. Thằng này nó mọc hổn, nó dựng đứng lên. Đó, và anh chị mình bấm thu đây ha. Đó. Rồi ở trên này cũng vậy. Chúng ta cứ lấy từ ở trong thân ra khoảng 10 phân. Ở trên đầu thì chúng ta lấy ngắn lại và từ từ đi xéo xuống. Và khi cái trên cây, giai đoạn đầu năm này khi anh chị mình xả tàn, ở trên cây nó có những cái đọt non như thế này đây. Có những cái đọt non anh chị mình chừa lại một vài đọt ha. Chúng ta chừa lại một vài cái lá non để cho cây nó quang hợp. Còn cây nào mà mình chưa có lá non thì không cần. Trừ những cây nào nó đã ra được một ít đọt non thì chúng ta chừa lại khoảng chừng vài đọt như thế này. Như cây mai này nó cũng ra được đâu chục cái đọt non. Thì chúng ta chừa lại khoảng chừng 4-5 đọt để cho nó quang hợp ha. Những cái đọt ở đầu cành này thì chúng ta bấm. Nhưng mà có những cái đọt mà nó mọc ở bên trong á thì anh chị mình chừa lại vài đọt ha, để cho cây nó quang hợp. Còn như ở những cái vị trí mà nó mọc ở ngoài đầu cành thì chúng ta xả tàn thì bắt buộc chúng ta phải bấm bỏ rồi. Đó. Anh chị mình cứ tiến hành bấm như vậy đều xuống tới dưới ha. Thì như hồi nãy em nói là theo cái chấn, theo cái dấu cũ của nhà vườn mình bấm ra. Nhưng đôi khi có những nhà vườn, có những cây người ta bấm nó không có được đẹp. Thì bây giờ mình có thể bấm thục vô qua khỏi cái dấu cũ của nhà vườn để mình lấy lại định hình cái form theo ý muốn của mình nha anh chị. Chứ không phải mình cứ căn cứ theo cái dấu cũ nha. Có những cây mình phải bấm thục vô bên trong qua khỏi cái dấu cũ của nhà vườn để chúng ta chăm sóc lại ha. Như cây này, như cái này anh chị thấy là cái dấu cũ của nhà vườn đây. Em bấm thục trở vô trong ha. Đó, bởi vì cái cành này nó quá nhỏ. Nó quá nhỏ. Thì bây giờ anh chị mình có bấm ở đây, anh chị mình nuôi thì chồi nó ra rất là yếu, cái cành này nó quá nhỏ. Thì em sẽ bấm thục vô qua khỏi cái dấu cũ của nhà vườn. Đó. Để em nuôi lại. Đó, anh chị mình thấy ha. Đây thêm cái chỗ này để em quay cho anh chị mình xem nè. Anh chị mình thấy cái cành này nó mọc từ trong này ra ha. Và ở đây nó có một cái cành nó dựng đứng. Đó, anh chị mình thấy nó dựng đứng nè. Cái cành này đi ra thì chúng ta bỏ cái dựng đứng này đi. Cắt bỏ cái cành này đi. Đó. Chúng ta cắt bỏ chỗ này để chúng ta lấy cái cành này chúng ta nuôi. Đây ha. Đó, anh chị mình cứ bấm đều như vậy. Anh chị mình đừng có tiếc gì hết. Anh chị mình mà tiếc thì cây mai của mình nuôi tới cuối năm nó không có phát triển được tốt đâu. Chúng ta để lưu si bu á thì cây mai nó rất là yếu nha. Đó. Đây. Đó. Anh chị mình cứ tiến hành. Chúng ta bấm từ ở trên ngọn bấm đều xuống tới dưới. Ở trên nhỏ, ở dưới chúng ta bấm từ từ nó to ra. Nó xéo ra giống như là cái cây thông Noel hoặc là cái nón lá ha. Đó. Anh chị mình cứ bấm như vậy nè. Đừng có tiếc cái gì hết. Ta bấm để chúng ta nuôi lại mà. Thấy không? Chứ anh chị mình mà tiếc thì cây mai của mình cuối năm nó phát triển ra không được tốt. Cái thứ hai là nó ít bông ít nụ ha. Chúng ta cứ bấm. Như cái chỗ này. Anh chị mình thấy hai chỗ này hai cành nó song song với nhau. Thì chúng ta chỉ lấy một thôi ha. Cái thằng trên nó mọc hổn, nó bự hơn thằng dưới. Chúng ta bỏ cái thằng trên nha. Chứ đừng có thấy bự mà ham ha. Đó, thằng trên này mọc hổn. Chúng ta bỏ, chúng ta lấy cái thằng dưới này cho nó thẳng ra. Nó xòe ra. Tức là chúng ta nuôi tới cuối thì cái chi tàn nó sẽ xòe ra. Nó không có bị dựng đứng lên. Chúng ta cứ như thế này, chúng ta bấm cho đều xuống là được thôi chứ có gì đâu. Cứ cái nào nó mọc bậy, mọc dựng đứng thì chúng ta bấm bỏ. Chúng ta chỉ lấy những cái cành nó xòe ngang ra, những cành nó đi ngang. Thì sau này chúng ta nuôi chi chồi nó sẽ phát triển xòe ngang ra. Nó không nhìn cái cây nó rất là đẹp.
Đó. Đây ha. Chúng ta cứ cứ tiến hành bấm đều như thế này. Như cái vị trí của cái cành này là anh chị mình thấy nó mọc bậy nè. Đây ha. Đây đi lên. Rồi nó mọc nó xỉa ngang, xỉa xéo lên vậy nè. Xỉa xéo lên cái thân như thế này đây. Đây ha, nó xỉa xéo lên. Nếu như bây giờ anh chị mình không bấm bỏ nó đi thì sau này anh chị mình nhìn vô cây mai nó có một cái cành nó xéo ngang qua cái thân như thế này. Nó rất là xấu nha. Chúng ta bấm xuống dưới này để chúng ta nuôi cho nó đi ra. Nuôi để chúng ta lấy cho nó đi ra ha. Đi xòe ngang ra. Chứ bây giờ mà cái cành này nó đi xéo như thế này mà chúng ta để thì sau này nhìn cái cây nó rất là xấu ha. Đó. Chúng ta bấm bỏ nè. Bấm bỏ ở đây. Để chúng ta nuôi lại cái chồi mới. Có thể anh chị mình sử dụng cái dây. Anh chị mình kéo nó ra, nó xuống như thế này. Để cho nó xòe ngang ra ha. Xòe ngang ra. Rồi như ở vị trí này cũng vậy. Nó có hai cành mọc song song. Hai cành mọc song song đi ra như thế này. Anh chị mình nhìn cái cành ở trên lúc nào nó cũng bự hơn cái cành ở dưới ha. Bởi vì cái cành trên là cành mọc hổn mà. Chúng ta bấm bỏ bớt một cái ở trên ha. Bấm bỏ. Đó. Chúng ta lấy cái dưới nó xòe ngang mà. Nó xòe ngang ra. Đây. Anh chị mình lấy cái ở dưới để chúng ta nuôi. Rồi. Cứ vậy anh chị mình bấm. Những cái cùi bông thì chúng ta bấm bỏ đi. Đừng có tiếc. Đó. Và sau khi anh chị mình đã bấm xả ha, bấm xả được một lượt hết rồi thì anh chị mình xem ngắm lại cái cây của mình, ngắm lại từ trên xuống dưới xem chỗ nào nó còn chưa vừa ý thì chúng ta bấm sửa lại một lần nữa ha. Tức là đây là cái đợt bấm lần đầu là chúng ta bấm cho nó nhanh ha. Sau khi anh chị mình bấm rồi thì anh chị mình nhìn lại cái cây của mình từ trên xuống dưới xem nó đã đều chưa. Nếu như chỗ nào nó còn không được đều, không được đẹp theo ý muốn của mình thì mình vẫn bấm tiếp tục ha, bấm cho nó vừa ý của mình. Và sau khi bấm thì anh chị mình có thể sử dụng cái keo ha, keo liền sẹo. Keo liền sẹo Mỹ Tiến này. Chúng ta trét ở ngay cái đầu vết bấm ha. Thì anh chị mình trồng ở nhà có 1-2 cây, anh chị mình kỹ thì chúng ta sử dụng keo này chúng ta bấm. Còn như ở vườn em á thì số lượng cây nó quá nhiều. Em chỉ trét những cái đầu cành nào mà nó to. Những cái vết cắt bự ha. Như những cái vết cắt này nó to thì em trét keo. Còn những cái vị trí cành mà nó nhỏ như thế này thì em không có cần trét ha. Bởi vì quá nhiều mà trét thì biết chừng nào mới hết được anh chị. Em chỉ cho trét những cái đầu cành bự này thôi. Những cái đầu bự, vết cắt bự. Đó thì sau khi mà đã bấm xả hết thì anh chị mình thấy ha, cây mai nó đã có một cái form cũng như là gần như là cây thông Noel á. Anh chị mình thấy ở trên thì nó nhỏ ha, trên đầu đọt thì nó mình thu nhỏ lại và từ từ xuống dưới anh chị mình thấy nó to ra. Thì bây giờ nó chỉ có xương cành trơ ra, chúng ta nhìn cái form nó như thế này. Còn khi chồi lá nó đã vươn ra rồi thì chúng ta nhìn nó rất giống cây thông Noel ha. Đó, đây là những cây mai mà những anh khách ảnh mua ở ngoài chợ hoa ảnh đem đến ảnh gửi. Còn như những cây này là những cây ở vườn em nuôi và em bán cho khách thì khách người ta chơi xong người ta gửi lại thì nó đã có cái form theo cách của em làm rồi. Thì em chỉ cần bấm cứ theo cái chấn cũ của em bấm ra thì nó sẽ có cái hình như thế này rồi. Hay như những cây này anh chị mình thấy ha. Đó. Như những cây này cũng vậy. Những cây này là em đã nuôi thuần ở vườn 1-2 năm rồi. Và khách người ta cứ mỗi năm thì người ta mỗi gửi. Thì sau khi bấm xả tàn là em chừa trên cây một vài cái đọt non như thế này. Một vài cái đọt non như thế này để cho cây nó quang hợp ha. Cây nó quang hợp.
đó là có những cây nó ra được vài cái đọt non trong trong nách ha, chứ còn có nhiều cây nó không có một cái đọt nào thì lấy đâu chừa. Còn trừ những cây mà nó đã ra lá non tùm hết rồi thì chúng ta chưa vội bấm xả tàn nha anh chị, chưa vội bấm xả tàn ha, mà chúng ta phải chờ qua đầu tháng 2 âm lịch cho lá nó già lại, nó xanh nó già lại thì lúc đó chúng ta sẽ con tàn. Đó thì sau khi anh chị mình đã bấm xả tàn cho cây thì anh chị mình kiểm tra chất trồng. Nếu như cây mai đó của anh chị chất trồng nó đã quá lâu, tức là nó đã quá lâu, rễ nó đang cứng ra bầu ngoài thành chậu rồi, nó không còn cái chất gì nữa để cho rễ nó bám ha, thì anh chị mình có thay chất trồng mới cho cây. Thì trước khi thay chất trồng anh chị mình đã ngưng tưới nước nha, ngưng tưới nước cho cái bầu đất nó khô, cho cái bầu nó khô lại để chúng ta dễ xử lý chứ không gì hết nha anh chị. Cái thứ hai là cây nó không có bị mất sức. Còn cái bầu đất mà nó đang ướt anh chị mình lôi ra anh chị mình xử lý thì cây nó sẽ bị mất sức ha. Những cái rễ nó đang hút nước mà anh chị mình lôi ra anh chị mình xử lý thì đứt rễ cây nó sẽ bị mất sức. Còn anh chị mình để cho cái bầu đất nó khô anh chị mình xử lý thì cây nó không có ảnh hưởng gì hết. Và sau khi chúng ta thay chất trồng, chúng ta tưới nước lại thì cây nó sẽ nó phát triển rất là nhanh ha. Còn những cây của anh chị mà không thay chất trồng thì sau khi bấm xả tàn anh chị mình để như vậy một ngày để cho những cái vết cắt này nó khô lại, nó kéo nhựa ha, nó khô lại. Rồi sang ngày hôm sau anh chị mình tiến hành pha kích rễ, anh chị mình tưới cho cây, cứ một tuần anh chị mình tưới một lần. Thì cái kích rễ em cũng đã chia sẻ rồi, đó là Atonic và Humic, chúng ta tưới 4 đến 5 lần. Sau khi bấm xả tàn chúng ta tưới 4 đến 5 lần để cho kích thích cái bộ rễ mới nó nhanh ra, tức là những cái rễ tơ nó nhanh ra ha, và những cái chồi mới này nó nhanh phát triển. Thì anh chị mình sử dụng Atonic kết hợp với Humic thì cái liều lượng của nó là một cái thùng 20 lít nước anh chị mình pha một gói Atonic cộng với 20 ml cái Humic ha. Hoặc là anh chị mình sử dụng cái Humic bột thì là 20 g. Còn nếu như anh chị mình không có Humic thì anh chị sử dụng Atonic cộng với N3M, liều lượng một gói Atonic cộng với 20 g N3M, pha cho 20 lít nước, chúng ta chia ra tưới tùy theo cây lớn nhỏ mà anh chị mình tưới bao nhiêu lít ha. Thì bởi vì cái thời lượng nó có hạn cho nên em không thể nào kết hợp tất cả lại em làm trong một cái video được. Ngày hôm nay em chỉ quay và chia sẻ đến anh chị về cái cách bấm xả tàn cho những anh chị và các bạn mình mới bước vào tập trồng tập chơi. Còn những clip kế tiếp em sẽ chia sẻ về xử lý thay chất trồng cũng như tưới kích rễ và chăm sóc nước tưới cho cây như thế nào. Thì mỗi clip em sẽ chia sẻ từng giai đoạn chứ không thể nào kết hợp được ha, kể cả cách xử lý cái bầu đất cho cây mai mới bứng nữa ha. Cây mai mới bứng về, có nhiều anh chị trong ngày Tết mua, khi ra chợ mua những cây mai mà người ta bứng cái bầu đất, người ta trồng bứng bầu đất và xong người ta ịn vô cái chậu và người ta cho sơ dừa xung quanh, thì sau khi anh chị mình chơi Tết cũng phải lấy cây mai ra để xử lý nha anh chị, chứ không phải để như vậy mà chúng ta nuôi được đâu nha. Chúng ta phải lấy ra xử lý cái bầu đất rồi chúng ta mới nuôi lại được nha, thì cây nó mới phát triển tốt được. Đó, như cây mai này là cây mai mà ngày Tết người ta bứng bầu đất ha. Đó, bứng bầu đất để người ta bán Tết. Thì em cũng có mua về để em làm clip cho anh chị mình xem đây. Còn ít bữa nữa em sắp xếp vườn em xong thì em cũng sẽ đi lấy những cái lô mai Dảo Thủ Đức về để chia sẻ và giao lưu với anh chị mình. Rồi thì clip ngày hôm nay em cũng chỉ quay và chia sẻ đến với anh chị về cái cách bấm xả tàn cho cây mai sau khi chơi bông Tết để anh chị mình xem và tham khảo. Thì anh chị mình thấy cái cách làm của em hợp lý, anh chị có thể áp dụng ha. Và anh chị mình đừng quên ấn cho em một lượt like để video của em hoạt động được tốt hơn trên YouTube cũng như đến được với nhiều anh em mới bước vào tập trồng tập chơi hơn. Và anh chị mình xem sau cảm thấy yêu mến em và tin tưởng em thì hãy nhấn vào nút đăng ký kênh bên dưới và nhấn vào chuông thông báo để đón nhận những clip tiếp theo. Và cuối clip em cũng xin được cảm ơn tất cả cô chú anh chị cùng các bạn trong suốt thời gian qua đã
luôn luôn đồng hành cũng như tin tưởng và đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh YouTube Mai Vàng Nguyễn Thành của em ngày một phát triển. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại.